này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay Happy sẽ chơi bài Love Food thôi. Ủa, bài Love Food tiếp nè, nói nhanh quá bị liều lát. Và đúng vậy. Rồi Happy đã lên tới level 62 rồi, ghê chưa? Ghê quá trời ghê luôn. Có trái phượng hoàng nè, có trái ác quỷ đúng không? Đó mà Happy lỡ ăn mất bà. Rồi Happy quên cho mấy bạn xem lúc mà Happy ăn, Happy nhấn lộn ăn luôn. Cái xong mới cái giờ phải vậy nè. Khoan để trả lời cái đảo này cái rồi cho mấy cho các bọn xem. Thật ra nó lâu. Rồi xong. Nhìn này. Đó, nhưng mà không biết cái nó có giống ôm gì hết, nhưng mà vậy nó sẽ nhanh hơn. Ở đâu rồi? Ở rống lên cái còi đâu rồi? Hay ơi. Đây, đây, đây qua. Nói chuyện như đang nói vậy. Chứ sao nữa. Im đi. Ây da, quên mới kêu ở đây rống lên cái xong chiêu tay. Đâu? Đây. Đây là đâu? Đang bay qua nè. Bật ơ rống lên cái coi. Rống cái gì mà rống? Nó rống không nghe gì hết á. Đâu đang ở cái chỗ. Đang ở cái chỗ mà có cái nhà màu vàng á. Nó kêu quan sát lên xem. Chỗ mà có đó. Đây đây hello. Đây. Gơi chua level 62 này, gơi chua. Quá lớn luôn. Thì ngày hôm nay á mình chơi với anh của mình nha. Anh của mình lên level mắt luôn rồi. Nên mình quyết định mình sẽ quánh anh mình nha. Nè. Thôi giỡn ấy chứ quánh hoặc mình đai luôn. Giờ video giờ. Ai biết giờ dẫn em tới cái chỗ mà lúc kia mà anh hai đi cái gì mà hai gì đó. Cái gì á? Là cái gì? Ai biết đâu, mất trí nhớ tạm thời rồi, ai biết. Là cái đảo ấy hả? Ừ, đảo lúc kia đi á. Nhưng mà đâu biết là đảo anh hay đi là chỗ nào đó. Đây nè, lên. Đợi coi. Nhẹ lên. Để cái mặt của cái ông kia coi. Ông quỳ đi nước. Xong để được cái mặt của cái ông kia lên. Ông quỳ hả? Ông kia đâu? Đây hình con phượng. Hình con phượng hoàng hả? Nè, phượng hoàng á. Rồi biết chỗ đây, giờ đi lại đó trước đi, để em đánh anh hai cho. Cái con quỷ kia kìa. Đó, đánh đi, đánh đi. Đây, thấy chưa, nó dính dắt non. Đây, để cho em chơi. Đây, cần súng độc bắn. Ây da, dạ. Non. Rồi, nó dưới rồi đó, đánh đi. Hay, đợi tí. Nó siêu rồi đó. Rồi, đánh đi. Bùm. Ui, đây luôn. Ây, lên 2 đây giờ luôn, ghê. Có 1 à. 2 đây giờ luôn. 1. Ê, hồi nãy là level 60, ủa 61 nha. 62. 61. Anh hai này, anh hai bị mất trí nhớ rồi, xíu mấy bạn. Rồi. Nếu như mà nghe mình nói đúng thì mấy bạn hay nói Happy nói đúng nha. Còn á, nếu như mà anh... Ê! Anh Phò nói đúng á thì á, thì nói là anh này nói đúng. Ừ. Ê, ê da, con... Anh đánh nè. Hai kỳ quá nha. Lên, ra đây. Ngồi té ở đài luôn bây giờ. Rồi. Đi đánh quái nè. Đánh quái nè. Quái nè. Lúc kia có đi qua đảo này nè mà không đánh được, không đánh nổi mấy con quỷ nè. Đây, cho. Ồ, mấy con quỷ đó level mấy vậy? Nó level 60. Ừ, thì hơn nó có 3 là giờ rồi. Đánh đi. Đây. Ui, đúng luôn. Ui, sao nó bay á? Giặt lùm lum hết rồi. Giặt lùm lum. Khoan, đợi, đang hồi. Non. Nếu xìu mà ráy hoài. Đó, thấy chưa, non. Ghê còn con. Nếu xìu. Non, ráng thì nói đi cưng. Đó, non. Rồi, từ. Cái con kia đâu ra. Đây. Từ cây dê. Cái này gì đó, đây? Đó, đây. Chiến nã con này hả? Rồi, đi qua đây. Đá, đánh đi. Làm cái gì mà xem cái đó. Bum ba dạ. Tu. Tự nó bay ngoài á. Bay mình lưng hết rồi. Phải đợi tí rồi nó. À, một con núp ở đây nè. Dám núp nữa. Núp con núp. Ê, sao không nhận nhiệm vụ ta? Ồ, hay. Nãy giờ. Không nhận nhiệm vụ rồi đó. Tại anh hai á. Con đầu tiên đúng không? Ừ. Rồi. Anh thấy nó nhiều quá, em bị phân tâm đó biết không? Giờ đi khám phá đi. Khám phá hả? Có lần hầm bí mật không? Có ở đây nè. Thiệt không? Đâu đây hả? Đi vô. Lúc kia tưởng cái này là chỉ là cái... Chung vô rồi. Ủa sao vô đây được? Dưới đây có một cái cửa để đi vô nè. Nhìn thấy không? Ai đi. Anh hay xàm nha. Không đi vô được nha. Ai được nha. Đó.
cái cửa đi vô được nha. Đó, thấy không? Thì quán thằng hài á. Đi được mà. Em nót vô được. Vậy ngọc nào á. Thôi vô hay kỳ quá. Ủa tới level mấy mới vô được? Level 200 lận. Giờ dữ hả? Ừ, rồi, giờ đánh quá tí nè. Cái tầng hầm bí mật đó thôi, để mốt qua đi xuống tầng hầm bí mật khám phá. Tự đánh cũng không dám đánh, còn giết máu cho em đánh nữa. Đánh 4 cái là chết ngắt rồi. Còn gì nữa mà đánh. Ây da, ây da vua. Nè đâu, ơi kệ kệ đi, nó mì dắp té ha. Nó kẹt ở trong đây nè, nó nứt nè. Để dụ lại. Để dụ lại 4 đứa luôn đi. Rồi được rồi nè. Rồi đai hết rồi đó. Rồi còn 4 đứa nữa. Ây da. Chết đi để đỡ. Tại lên ta. Để đỡ đánh dính. Đánh dính là sao? Là họ đỡ đánh dính nhau á. À, chứ là họ đỡ đánh. Đừng có bị đánh chung đúng không? Ừ. Thấy không? Gà mở đánh bóng con kia cho mất máu hết đi. À. Đó. Rồi, để đứng trên đây xem phim. Xem phim. Úi, rồi, Nam bị chân ngắt luôn. 90 chứ, tôi làm gì nhiều gì. Gì ở truyền hình nổi tiếng. Được cái da. Xài cái đánh thương á. Rồi luôn. Xài cái đó nó dám. Mày. Cái này nó dám. Cái quả trứng. Nè, ở đây, ở đây. Con này nứt ở đây rồi, nó nứt rồi. Ở đây nè, ở đằng sau nè. Ây da. Ở đằng sau nè. Nứt ở đây nè, đó. Úp mặt vô tường luôn. Sai chiếu. Bung ba dạ, tù. Còn cái nịt, còn một bạn nữa. Bắn nè. Bắn đi. Bắn nè. Ui, nó yếu rồi kìa, yếu rồi. Rồi. Xong. Ây da. À không, còn con nữa hả? Kìa nơi đây. Để đánh đi. Yeah. Rồi, nhờ nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoài vậy? Sao, mình không muốn thăng cấp hả? À, làm... Ê, có rương. Để lượm rương trước mà làm gì làm? Lượm rương. Ê, hello. Mình đánh với con quỷ Satan. Nâng cấp cái bón chứ. Bên đây. Úi, có một người kìa. Người đến. Này. Non. Hiểm. Úi, trời. Ủa đâu? Ê, hello. Ơi hai nha. Ai vậy? Bạn á, không biết nữa. À, hình như có cái bạn với em á. Ừ, chắc vậy á. Ai quên, tự nhiên đánh không vậy đó. Đây nè, bên đây. Đâu? Ba con đâu yếu nè, hai con yếu kìa. Ê, đánh đi. Ê. Ai. Đánh giùm cái coi. Trời ơi. Đánh giùm con quỷ này cái coi. Ê, quên đi nhận nhiệm vụ cái. Ồ, hài vô. Rồi. SOS. Đó. SOS. Đó, đánh đi. Đó, đánh đi. Gửi chưa? Non. Non. Hello. Còn con nữa đâu mất tiền. Dạ. Non. Tự con mẹ nó. Non là cái gì? Ai biết. Sao mấy động nấu gì đó. Ai nó cứ. À, một chém của tôi là chết một con hả? Ủa làm gì? Tưởng đâu mấy con chứ non. Bình thường nha, yếu xìu. Rain. Lỗi rồi. Rồi luôn. Ai. Ủa anh phải đai hả? Đúng rồi. Đỡ nhảy xuống nước rồi. Kìa hai chiếc thì kìa, để em đi cho anh hai ở lại đi. Ê không, còn 4 con nữa mới đi được. Từ ơi. Từ ơi, cứu tôi trời. Rồi. Từ nó bị té. Quê sợi. Reset gì cho nó nhanh, cho nó hồi máu nhanh chứ đỡ. Trời ơi, ông kia đi ra để người ta farm coi. Ờ. Non. Đây, để em cho. Rồi. Ờ, giờ sao? Đánh đi. Để qua đây quán. Ai? Rồi luôn. Rồi, đánh đi. Mấy con rồi? Con, 5 con hả? Hai con nữa. Nè, ở đây nè. Gì hai con, ba con? Đây nè. Ừ, nhưng mà đánh con đó nữa đi. Rồi, kìa. Rồi, ba con nữa nè. Bên đây nữa. Rồi, còn đúng cái nịt. Đây. Để xíu. Đã nói. Yeah, rồi xong. Chưa con, nó ủa gì vậy? Nó kia. Nó chưa chết hả?
Để em cho à. Bung ba về tôi có chi bay rồi kìa, xài thử chi bay đi. Ủa bay được hả? Thấy thích ấn giữ đè luôn cái nút đó hả? Đúng rồi, đây để thử đó, bay được kìa. À ơi, sao cắm đầu xuống đất không vậy? Ui đảo di chuyển hả? di chuyển chuột đang di chuyển nè. À, bay xuống dưới rồi, bay xuống, đừng bay nữa, đánh nè. À, thấp quá à. Ghiền. Để nhận nhiệm vụ cái. Rồi, chưa nhận nhiệm vụ nữa. À đi, tôi đánh đi. Sẽ nhận rồi. Non. Rồi, đây. Ấy, có yeah. Một đứa kìa. Đứa nào? Một đứa lại đánh kìa. Ủa, đâu? Ủa, đó hay bây giờ. Đứa này đâu? Ôi, thầy. Thiếu đứa nào chứ? Trời ơi, bị lát rồi. Tự em quá. Vậy mà còn không biết nữa thì chứ. Em ủa random hả? Cái gì vậy? Bạn Happy kêu random cho kìa. Mình đi random cho là gì vậy? Là đi qua chát quỷ á. No, đi qua chát quỷ đi. Qua chát quỷ hả? Ừ. Ê, làm đi. Xong nhiệm vụ chưa? Làm nhiệm vụ đi. Làm hết nhiệm vụ rồi đi. Còn hai con rồi, đấm đi. Yeah. Ăn. Ê, nãy giờ 15 rồi nè. Ha ha. Kìa dùng rồi, thôi xong chưa? Đánh con còn một kìa. Con đâu? Đó. Đi. Đợi tí hả? Là đợi anh em kia đợi kìa, phải đợi. Để làm xong rồi. Rồi nè, rồi xong nhiệm vụ này đi đâu? Rồi đi nè. Đi qua đây. Nhảy lên xe. Ủa lộn, đến thuyền. Thuyền mà bảo là xe nha. Rồi đi. Lát thôi. Rồi chạy đó đâu? Chạy đến một cái hòn đảo có cây kìa. Đảo có cây kìa. Đảo có cây, đảo nào chẳng có cây. Nhưng mà có nhiều cây. Có nhiều cây. Trước mặt kìa. À nơi này hả? Đảo, đúng rồi. Không phải là cái đảo có nhiều nhà đâu. Đảo khỉ hả? Ôi, trời ơi, thanh niên kia bảo là 12 phút nữa mới ra đúng được. Ui trời ơi. Thiệt hả? Ừ. Mất công đi nữa. Điên rồi. Được chứ, rảnh. Ờ thôi đi qua chỗ khác đi, đi qua chỗ khác farm đi. Ở đây phải ở đây farm. Ở sao? Đây farm mới được. Đến đi qua con 200 đi. 200 rồi. 200 đánh không lên level được. Ồ lên được mà. Ít lắm. Để nâng cấp chế bot. Chế block. Ồ chế block lộn. Chát quỷ á. Nói chát quỷ đi, chế block là chát quỷ. Chát quỷ. Hello. Này đánh đi, yếu rồi nè. Đâu? Nhận nhiệm vụ một cái. Chạy vòng vòng luôn. Ừ, chạy vòng vòng đi. Này, chạy như đờ bát luôn. Thấy gì không? Ua, bung bay vậy. Nè, mấy con này sao nó dai quá nhỉ? Ui, nhìn bay quá. Kỳ này đi khỏi cần thuyền luôn mấy bạn. Đúng rồi, bay đi. Non. Hồi nãy quên sao không bay mà sẽ tiền ảnh gì ta. Ừ, có rảnh không? Chạy đi. Nãy quên. Bum. Ra. Ủa? Đánh vào cái quỷ. Rồi. 4 con nữa. 1, 2. Rồi. Còn có 4 con nữa thôi. 1, 2, 3. Rồi. Đánh 3 con đó trước đi. Đây. Rồi xong. Lửa nó bay kìa. Đâu nó đặt. Ủa nó chú đây luôn. Nó bay ra tút vào đây nè. Đây nè. Rồi xong đai hết cả. Gì? Nhớ con kìa, con bên đây nè. Con này nè. Còn hai con. Đánh nó. Đặt cái con này. Non. Rồi, bên đây. Bên đây nè. Còn con nữa đâu? Con núp ở đây nè. Rén hả? Rén rồi, nó núp ở đây. Rén thì nói đi cơ. Bắn. Nhìn. Nhất nhá. Rồi xong. Nhận lỗ tiếp. Thôi, bây giờ em muốn qua đậu tháng à. Không muốn. Em muốn qua đậu nào mà em chưa qua. Chưa qua đúng không? Ừ. Cái đảo mà này bay theo nha. Giờ bay theo nha. Bay đi. Đây, biến làm thật tổ. Đây, đi nè. Bay theo. Ủa là phải đè hả? Đúng rồi, phải đè luôn. Nó giữ. Em thích quá, nhìn á. Nhìn đẹp lắm. Đúng rồi. Tôi nhìn cái cánh nó sáng với cái bàn giò á. Với cái quần gì đây. Lúc kia Happy có cho mấy bạn xem cái chỗ nào nè. Cái xong đi vô đi vòng vòng chơi luôn á. Mà không biết làm cái giống. Rồi vô đây. Đâu? Nhảy xuống.
Rồi, đi qua đây. Đánh con này nè, con này nè. Con này. Ui, con đó tới level 300 gì vậy? 200 à. Đánh đi, nó yếu rồi kìa. Cung bay vậy? Tôi luôn. Không có đủ đam rồi, trời ơi. Đánh này đi. Dạ. Yeah. Đâu? Đó, rồi đánh đi, đánh đi. Đó. Ê. Ủa sao nó không đai mà em lại đai nè. Đứng đợi đi để em cho. Nhìn đây là nè, bây giờ xem này. Hay. Hả? Không phải kêu anh hay. Đâu? Ôi, nó kìa. Ui nhây. Còn có không miếng à. Xài vô. Ê da. Đánh không kìa. Ấn Z á. Z mới là ít. Rồi ấn Z đi, ấn Z. Mày vô. Ấn Z. Dạ, ui nó mới đánh con cái đào á. Chỉ cái nhắm vô con boss chứ sao chỉ gì đâu vậy. Ê. Bắn nó luôn đi. Đó. Yeah, cảm ơn. Rồi. Ê, lên level 70 luôn. Ừ. Đó. Non. Đi. Nè, bây giờ đi chỗ nào bây giờ ba? Giờ đi qua đảo khỉ đi, chọc khỉ đi. Ừ. Đi đi. Qua đảo khỉ à? Không, đi gặp ông dì thần khỉ nha mọi người ơi. Bị đảo khỉ đeo cái vương miện vàng á. Và bây giờ mình sẽ coi ông dì thần khỉ đang cầm cái gì nha. Dạ, à, ông vị vui vui gì á. Vậy nè. Dạ. Ui, nhức đầu. Ui, đẹp nha. Perfect. Yeah. Hello. Bắn nè. Dạ. Yeah. Để đi qua. Hello mọi người nha. Thì đây. Ê, đừng. Thì bây giờ mình sẽ qua chỗ của ông dì thần khỉ nha mọi người ơi. Ông dì thần khỉ rất là dễ thương luôn. Và mà ông dì thần khỉ rất là linh thiêng luôn nè. Bây giờ mình sẽ đi qua nha. Ừ. Đây, bây giờ mình sẽ đi khoe trái phượng hoàng này. Non. Có người kìa, có người kìa. Ui, xỉ đây. À, bạn của hai bên. Hello. Bắn đi đi. Ê da. Ê, nó đánh mình kìa. Mình phải bắn nó. Ê da, ui. Bi đánh á. Ờ, kệ đi. Mày đánh nó lại cái kia nó tức nó đánh lại chứ có. Ok. Để Happy Bay. Happy Bay đi nhận nhiệm vụ. Này, nhận nhiệm vụ đi qua quánh cái con. Ui lơ. Bây giờ nó nè. Quánh cái con mùng khỉ nha. Bạn của Happy kìa. Biến thành vật cổ. Khỉ rồi. Biến thành vật cổ. Rồi bây giờ mình giữa hai người khổng lồ. Tự ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bay qua bên kia. Bắn này. Mèo tự nhức đầu quá. Hai ông khổng lồ đánh với nhau nè. Ôi trời ơi, con khỉ nó lộn nhào luôn. Phiên bản lắc cực mạnh. À, bạn nghe bị mạnh quá. Bây giờ không biết ra sao nữa. Rồi, bắn rồi. Thắng là hả, vui không? Bạn Happy yếu xìu à. Vậy mà nó mạnh. Giỡn tí. Bạn Happy chết nhát rồi. Ê con dạ. Khỉ kìa. Con khỉ này. Bắn nó. Tụi ông dì thần khỉ, mặt của ông dì thần khỉ rất là mất nết luôn nha. Bắn phát rồi. Cậu có nhít à. Yeah, đai nè. Ủa? Ông đai rồi sao không bị giỡn bắn được nè. Bạn Happy sợ quá. À rồi, Happy đã đánh được cái ông dì thần khỉ. Ôi, Happy ơi. Các bạn Happy đừng đánh đi. Đai để kêu cho. Đánh nữa. Đây, bây giờ để bay qua cho xem này. Quay qua, đúng rồi, quay quá xịn luôn. Ông khỉ kìa. Bro. Đi khỉ kìa. Hello, ông dì thần khỉ mà ông dì thần khỉ rất là kim chi thâu phớt luôn. Gì vậy? Gì? Ai biết gì đâu, kệ đi. Hello, ồ hề chứ. Ôi, no. Bắn kìa. Ê, trái gì vậy? Trái gì vậy? Cái băng. Cái nhỏ, ôi đẹp quá hả? Cái băng mà. Liên kia lộn rồi. Well, đi khoe này. Kìa, bạn Happy đang quay kìa. Đâu? Nè nè, đấy, đấy. Bro. Cái ui, gì thế? Ui. Ôi. Ôi, nhưng mà có chắc quay này. Rồi. Đi khoe tôi hả? Ai cho tụi bay đâu? Đi ra. Đưa ra, đưa ra. Ok. Cho cái thôi. Kìa, quắn nha. Đưa tôi. Đưa đây. Tôi đây để cho em đi ra. À không, để cất. Để cất. Ủa ơi, ôi. Rồi đi qua đây, qua đây. Ê, ai chết bà không? Đợi đi nhấn cấp. Rồi. Rồi đó.
thì đòi qua chơi thôi. Hello mọi người. What? Cho tôi đi. Không. Không nhé. Đấy, ui giời, đi qua đây. Bà qua đây chơi nè. Đó, đây, có rồi nè. Đó. Đây, đây, đây. Mèo. Ê, đừng, 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 đừng có giục, đừng có giục, đừng có giục. Khoan, tụi nó đang đứng ở đây nè. Nè, cảm ơn. Cảm ơn anh đi nó trước nè. Cảm ơn. Đi, 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 đi. Đi, 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 đi. Đi chỗ mày. Đi, đi, đi. Đi. Nhìn. Ê, đừng, đừng, đừng có thả khoan. Ở đây, đây, đứng, đứng, đứng. Khoan, khoan, nó kìa, nó kìa. Đây, qua đây, qua đây, qua đây. Đi trốn đi, đừng đi trốn đi mà giấu đi anh hai cất đi. À, không cất được, lại có trái sáng trong rương rồi. Cho, nhanh, nhanh, nhanh. Đây, 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 đây. Đó, lướt, lướt, lướt. Yay. Rồi, ấn cất vô rương đi. Nhấn vô, ấn rồi, sờ to, lưu chữ. Lưu chữ. Rồi, lưu chữ đi. Yeah. Ôi, yeah, được trái rồi. Với bạn ra bữa nào á, Happy á, Happy rảnh á, Happy sẽ. Ủa, gì quên, nói gì quên nè. Sẽ thử chơi. Ừ, sẽ thử chơi đó. Ui chứ ba. Ui giời, ủa, cái gì nãy anh hay làm đi. Kìa, cái tăng. Ui. Đây, 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 để cho nè. Chơi. Quay. Lớn, 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 lát. Ui. Rồi, cất cho luôn. Bây giờ em sẽ lưu chữ. Non. Ê, vui nha. Bữa nào mà kiểu như là chán cái trái phượng hoàng này rồi á thì chuyển qua mấy trái kia. Ừ, nên vậy đó. Nhưng mà cứ xài trái này đi. Ừ, bạn chán rồi sẽ xài trái khác. Nhưng mà chừng nào mấy bạn kêu đổi đi hả, đổi gì. Ui. Ừ, kim chi đỏ heo luôn á. Xong quánh hết được. Đây, đây, để quánh cho. Ui, sao mà đánh được. Ba qua đây chơi thôi mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi làm rương nha. Thôi, bây giờ đi mua haki đi. Haki để chị. Là cường hóa với lại nhảy liên tục á. Nhảy giống mấy bạn đó hả? Đúng rồi. Chưa à, vậy đi, đi ra chỗ mua thuyền đi. Đi, để đây ba qua chỗ mua thuyền. Ba đây nè, bên đây nè. Đâu? Ở đây nè, đang qua. Đây rồi. Thôi bay bay luôn qua cái chỗ đảo luôn đi. Trời ơi, đã ấy khoan, đợi. À, cái đảo này em đi rồi nè. Nhưng mà qua đây để mua. Ê, có con khỉ. Ủa lộn. Con cái gì ta? Ông vị thần. Ông gì thần khỉ? Ông vị thần gia ti. Ông vị thần gia sắc nè. Con khỉ gì vậy? Con khỉ thơ, đỏ ao thơm phất luôn hả? Ông vị thần gia xanh. Ông vị thần gia xanh nè. Đánh ông vị thần gia xanh đi. Đâu? Kìa, ông vị thần kìa. Ông vị thần gia xanh kìa. Đó hả? Đúng rồi. Ông vị thần nè. Đánh ổng. Cho ông vị thần nè. Ông vị thần rồi. Đòi làm vị thần ông hả? Ông vị thần. Ông vị thần khỉ đó. Ông vị thần gia xanh gia ti. Ông vị thần gia ti. Ui, ơi rồi xong luôn, đây luôn rồi. Rồi, ui rồi, con gia ti chết luôn rồi kìa. Ê nè, được, ê, được hưởng luôn. Được cái lông gia ti kìa. Đâu. Rồi, bây giờ đi xuống dưới. Ui, con này lên vào 100. Đi theo nè, đi theo nè. Đi xuống dưới, à, để đi chậm lại. Cho Happy đi chung. Ủa, đi theo. Bật tập hỏ lên, đi cho nó vô. Đỡ chậm. Rồi, ông này nè. Ông cửa hàng. Ui, ông này tên cửa hàng hả? Không, ông tên là Rangli á. Ông tên là cửa hàng. Rangli. Cửa hàng. Số lần nhảy hả? Đúng rồi, nè, mua cái số lần nhảy đi. 10.000 hả? Học hả? Nhất chỉ học hả? Đúng rồi. Học. Rồi, bây giờ sao? Hả? Ấn tiếp. Học tiếp. Học tiếp đi. Như học bài luôn. Học cường hóa. Cường hóa. Ui, hả? Bỏ qua. Ấn quay lại á. Rồi, cường hóa. Cường hóa. Đúng, học 25.000. Rồi, bây giờ ấn G đi. Ấn G. G hả? G nè. Ấn G. G, G á. Chữ G nè. Chữ G, chữ J á, chứ không phải là G. Đây hả? Đó. Ui, tay. Tay kìa, tay hàng màu đen. Đây quá. Nó giảm phòng thủ. Ủa, tăng phòng thủ với lại tăng sát thương á. Rồi, bây giờ đi. Ui, tay đen nhìn ngầu quá à. Rồi, bây giờ ra tay nhảy. Ấn nhảy liên tục rồi. Đó, nhảy được không? Đó, được. Nhảy liên tục nè. Ồ, hài nhớ, ôi chà. Ê, lén. Nhưng mà nhảy tốn năng lượng lắm. Ừ, em phải cần năng lượng nhiều đúng không? Nhảy lên luôn. Ui, đẹp. Đúng rồi, cái cánh nó sáng rớt luôn. Ủa, sáng rớt luôn, thơm phức luôn á. Nhảy lên luôn, nhảy chưa, đẳng cấp. Ừ, khoan, để đụng vô hả coi. Ừ, sao không đụng được ta? Không nghe bong bong.
Chúa trời đi luôn. Đi chú cái này luôn nè, nó Chúa trời đi á. Chúa trời hả? Đúng. Ai? Mạnh lắm á. Đúng. Mạnh đến mức mà hả? Giả cho mấy cái chết ngắt. Mạnh dữ hả? Mạnh nó đâu mà giả mấy cái là chết ngắt luôn. Mạnh lắm. Mạnh không? Mạnh lắm luôn á. Mấy bạn ơi, ngày hôm nay Happy đã coi được trái phượng hoàng này mà Happy quên Happy ăn luôn á. Nên với lại Happy có cái gì nè? Tờ nữa. Với lại cái gì anh hai? Gì qua là Haki cường hóa. Với lại mấy cái trái ác quỷ nè mấy bạn ơi. Trái biển băng với trái quỷ sáng. Vui quá nè, bây giờ mình quyết định mình sẽ bye bye mấy bạn nha. Và chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Đừng coi. Và bây giờ thì bye bye nha, bye bye. See you. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Oh,